sang năm mới là một năm rồng rồi không ạ? Người ta thường nói là Tý, Tý này, Thìn này, Khỉ là con khỉ là con gì ta? Thân Tý Thìn đó, thế là năm mới là một cái năm tam hợp đối với Nhung, là cảm thấy là mình rất là háo hức và mong chờ năm nay, nên là năm mới mình sẽ gặp được nhiều may mắn như thế nào. Bản thân em thì cũng có tin vào phong thủy, nhưng mà em tin vào cái phong thủy lớn nhất đấy chính là từ trong tâm của mình. Cái tâm của mình khởi ra như thế nào thì mình sẽ nhận lại được cái báo đáp như vậy. Sắp tới trước Tết thì em muốn nhận thêm hai đứa nhỏ nữa để biến con số 3 trở thành con số 5. Và trong 2 năm nhiệm kỳ của mình thì em đặt mục tiêu là mình sẽ có thể nhận hỗ trợ bảo trợ cho 30 trẻ em nhỏ, 30 trẻ em mồ côi. Và song song với đó thì em sẽ vẫn tạo ra những giá trị để mang tới cho cộng đồng và phát triển sự nghiệp của mình lên hơn nữa. Bởi vì đối với em, khi mà mình thành công á, thì mình mới có đủ cái điều kiện và kinh tế để mà thực hiện những cái mong muốn cao cả của mình để mang tới cho cộng đồng. Và đây chính là những cái mục tiêu lớn nhất ở trong cuộc đời của em và mê, mong muốn được chinh phục. Hiện tại thì em đang muốn tập trung vào các dự án cộng đồng của mình và tạo ra những giá trị để mang tới cho xã hội và phát triển sự nghiệp của mình. Hiện tại thì em cũng chưa có suy nghĩ là mình sẽ tham gia một cuộc thi quốc tế nào sắp tới. Nhưng mà nếu như mà công ty chủ quản có nhấn nhá em ở một cuộc thi nào mà vừa sức với em thì em cũng sẽ suy nghĩ lại. Khen mình hoặc là chê mình, nó đều là những thứ mà để giúp cho bản thân của em tốt hơn mỗi ngày. Em luôn biết ơn về những cái điều đó. Những cái sự khen mình thì em luôn để ở trong tim. Và kể cả những người, mọi người luôn dành cho mình những cái lời chê như này như kia, thì em cũng muốn là từ những cái đó mình nhận ra những cái yếu điểm của bản thân của mình, và mình có thể nỗ lực hơn nữa để biến những cái yếu điểm đó trở thành những cái điểm mạnh, để mà em có thể trong tương lai sẽ nhận được tình yêu thương và trái tim của mọi người trọn vẹn hơn. Và đối với bản thân em thì em vẫn muốn là mình tập trung vào các hoạt động thiện nguyện và các dự án cộng đồng. Có lẽ là những cái điều đó sẽ, những cái gì mà mình làm, mình nói là một chuyện, nhưng mà mình làm nó mới là cái chuyện mà để mình có thể nằm cái vị trí nào đó ở trong tim của khán giả. Thì em vẫn muốn là mình có thể tập trung vào các cái hoạt động thiện nguyện của mình, cũng như là làm những cái dự án mà mình đã và đang làm trong suốt những năm qua. Và những cái gì mà em đã nói trong hôm chung kết của Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam thì em sẽ làm được. Và em tin rằng mình là một cô gái dám nghĩ, dám làm và nói được, làm được. Thì đây chính là một cái điều khác biệt và đặc biệt của em so với những hoa hậu khác, để mà mình có thể có được một cái vị trí nào đó trong tim của mọi người. Tuổi thơ của em phải trải qua những cái năm tháng rất là cơ cực và chịu tổn thương rất là nhiều. Nên hơn ai hết, em rất hiểu và đồng cảm với những đứa trẻ sinh ra trong những hoàn cảnh khó khăn, và đặc biệt là những đứa trẻ mồ côi. Nên là khi mà lớn lên từ những cái gì mà mình trải qua, nên em luôn đồng cảm thấu hiểu với các em, và em luôn muốn rằng mình có thể làm một cái điều gì đó để mà mang tới cho các em có được một cuộc sống tốt hơn, ít nhất là hơn cái mức mà chúng đang sống hiện tại. Và đặc biệt là chúng sẽ có được một cái tuổi thơ trọn vẹn và được học, được vui chơi mà không phải chịu quá nhiều những cái áp lực từ cuộc sống. Chính như vậy là những cái mong cầu của em luôn dành tới cho trẻ em. Song song với đó thì em cũng muốn phát triển sự nghiệp của mình, tại vì em đang có một cái doanh nghiệp khởi nghiệp à. Thì mình cũng muốn là cái sự nghiệp của mình nó thành công chứ. Mình khi mà mình thành công rồi thì mình có thể làm được nhiều cái thứ nó tốt hơn, nó gọi là viên mãn hơn so với những cái gì mà mình mong đợi, và nó sẽ càng đi nhanh hơn nữa. Và điều tiếp theo đấy chính là đầu năm mới thì cũng muốn trở lại với gia đình, cũng muốn gặp bố mẹ, tại vì đã xa bố mẹ một khoảng thời gian rất là lâu rồi, rất là nhớ, là cũng muốn quay về để gặp lại bố mẹ, để chia sẻ với bố mẹ mọi điều, cũng như là lo được cho bố mẹ thêm một cuộc sống tốt hơn nữa sau cái hành trình này của mình. Em là một cô gái mà ăn cả thế giới, em ăn nhiều nhưng mà em cũng tập nhiều á, nên là trộm vía là mình cũng giữ được vóc dáng ở thời điểm hiện tại. Có thi trong cuộc thi cũng gọi là cô gái hot and hot đúng không? Cũng rất là trộm vía, rất là may, vì có lẽ là ông trời đang ban cho em một cái thứ mà mọi người cũng đều thích, là ăn hoài mà không béo. Thằng Nhung cũng xin được gửi lời cảm ơn tới quý khán giả đã dành lại một chút thời gian lắng đọng lại để mà có thể nghe những chia sẻ của Nhung và Xuân Hạnh trong buổi phỏng vấn ngày hôm nay. Và đầu xuân năm mới cũng đã đến rồi, Nhung xin chúc tất cả mọi người là sẽ có một năm mới tràn đầy niềm vui, hạnh phúc, và mọi điều sẽ thành công ở trong cuộc sống và vượt qua được những cái khó khăn, những cái nghịch cảnh hiện tại, và đưa mình tới được con đường thành công như là mình mong muốn nha. Cảm ơn mọi người rất là nhiều. Bye. Cảm ơn em. Đây là buổi phỏng vấn thì trước mắt thì hiện tại em đang là bà mẹ đỡ đầu cho 3 đứa nhỏ. Bà mẹ thì sắp tới trước Tết thì em muốn nhận thêm 2 đứa nhỏ nữa để biến con số 3 trở thành con số 5.
Và trong 2 năm nhiệm kỳ của mình thì em đặt mục tiêu là mình sẽ có thể nhận hỗ trợ, bảo trợ cho 30 trẻ em nhỏ, 30 trẻ em mồ côi. Và song song với đó thì em sẽ vẫn tạo ra những giá trị để mang tới cho cộng đồng và phát triển sự nghiệp của mình lên hơn nữa. Bởi vì đối với em, khi mà mình thành công á, thì mình mới có đủ những cái điều kiện và kinh tế để mà thực hiện những cái mong muốn cao cả của mình để mang tới cho cộng đồng. Và đây chính là những cái mục tiêu lớn nhất ở trong cuộc đời của em và mình, mong muốn được chinh phục. Hiện tại thì em đang muốn tập trung vào các dự án cộng đồng của mình và tạo ra những giá trị để mang tới cho xã hội và phát triển sự nghiệp của mình. Hiện tại thì em cũng chưa có suy nghĩ là mình sẽ tham gia một cuộc thi quốc tế nào sắp tới. Nhưng mà nếu như mà công ty chủ quản có nhấm nhá em ở một cuộc thi nào mà vừa sức với em thì em cũng sẽ suy nghĩ lại. Đối với em thì mọi lời ý kiến khen mình hoặc là chê mình nó đều là những thứ mà để giúp cho bản thân của em tốt hơn mỗi ngày. Em luôn biết ơn về những cái điều đó. Những cái sự khen mình thì em luôn để ở trong tim. Và kể cả những người, mọi người luôn dành cho mình những cái lời chê như này như kia, thì em cũng muốn là từ những cái đó mình nhận ra những cái yếu điểm của bản thân của mình, và mình có thể nỗ lực hơn nữa để biến những cái yếu điểm đó trở thành những cái điểm mạnh, để mà em có thể trong tương lai sẽ nhận được tình yêu thương và trái tim của mọi người trọn vẹn hơn. Đối với bản thân em thì em vẫn muốn là mình tập trung vào các hoạt động thiện nguyện và các dự án cộng đồng. Có lẽ là những cái điều đó sẽ, những cái gì mà mình làm, mình nói là một chuyện, nhưng mà mình làm nó mới là cái chuyện mà để mình có thể nằm cái vị trí nào đó ở trong tim của khán giả. Thì em vẫn muốn là mình có thể tập trung vào các cái hoạt động thiện nguyện của mình, cũng như là làm những cái dự án mà mình đã và đang làm trong suốt những năm qua. Và những cái gì mà em đã nói trong hôm chung kết của Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam thì em sẽ làm được. Và em tin rằng mình là một cô gái dám nghĩ, dám làm và nói được, làm được. Thì đây chính là một cái điều khác biệt và đặc biệt của em so với những hoa hậu khác, để mà mình có thể có được một cái vị trí nào đó trong tim của mọi người. Tuổi thơ của em đã trải qua những cái năm tháng rất là cơ cực và chịu tổn thương rất là nhiều. Nên hơn ai hết em rất hiểu và đồng cảm với những đứa trẻ mà sinh ra trong những hoàn cảnh khó khăn, và đặc biệt là những đứa trẻ mồ côi. Nên là khi mà lớn lên, từ những cái gì mà mình trải qua, nên em luôn đồng cảm thấu hiểu với các em, và em luôn muốn rằng mình có thể làm một cái điều gì đó để mà mang tới cho các em có được một cuộc sống tốt hơn, ít nhất là hơn cái mức mà chúng đang sống hiện tại. Và đặc biệt là chúng sẽ có được một cái tuổi thơ trọn vẹn và được học, được vui chơi mà không phải chịu quá nhiều những cái áp lực từ cuộc sống. Chính vì vậy là những cái mong cầu của em luôn dành tới cho các trẻ em. Song song với đó thì em cũng muốn phát triển sự nghiệp của mình, tại vì em đang có một cái doanh nghiệp khởi nghiệp thì mình cũng muốn là cái sự nghiệp của mình nó thành công chứ. Mình khi mà mình thành công rồi thì mình có thể làm được nhiều cái thứ nó tốt hơn, nó gọi là viên mãn hơn so với những cái gì mà mình mong đợi, và nó sẽ càng đi nhanh hơn nữa. Và điều tiếp theo đấy chính là đầu năm mới thì cũng muốn trở lại với gia đình, cũng muốn gặp bố mẹ, tại vì đã xa bố mẹ một khoảng thời gian rất là lâu rồi, rất là nhớ, là cũng muốn quay về để gặp lại bố mẹ, để chia sẻ với bố mẹ mọi điều, cũng như là lo được cho bố mẹ thêm một cuộc sống tốt hơn nữa sau cái hành trình này của mình. Em là một cô gái mà ăn cả thế giới, em ăn nhiều nhưng mà em cũng tập nhiều á, nên là trộm vía là mình cũng giữ được vóc dáng ở thời điểm hiện tại. Có khi trong cuộc thi cũng gọi là cô gái hot and hot đúng không? Cũng rất là trộm vía, rất là may, vì có lẽ là ông trời đang ban cho em một cái thứ mà mọi người cũng đều thích, là ăn hoài mà không béo.